từ trước rồi. Rồi chị bà của một bé là mấy người bốn người Tàu á, người ta bán. Rồi sau này á mấy người đó nghỉ không có bán nữa, rồi mới lại ở đây làm vụ mía từ xưa giờ đó. Là mình mới ra làm ra bán luôn. Mà cái này cũng làm cũng hai mấy năm rồi, cái mía hấp là hai mấy năm rồi. Mía hấp này á là mình bỏ hấp nó dứa. Rồi nó dạng như một cái mía lạnh mình đi, mà mình hấp nó còn cả 700-800 gram thôi. Nó kẹo do cái mía mình hấp nó mềm với lại nó thơm mùi lá dứa với thơm mùi mía nữa. Cái tiết đường ở trong mía nó cháy ra nó thơm với lại nó ngọt hơn nhiều. Còn mía lạnh mình chỉ ăn làm đã khác thôi, cái tháng lạnh cái tháng mát rồi nè, tháng nóng rồi nè mình ăn đã khác. Mấy người mấy chú mấy bác mà xưa mấy hả là mấy chú mấy bác đi kiếm biết ở đây bán là đi kiếm là còn có tùy theo khi có nấp cũng có mà chung chung trẻ trẻ cũng có, nhưng mà mấy người chú lớn tuổi thì hay mua nhiều nó thấp năm lâu năm lại mua thường lắm đó. Cái ngày nào cũng hầu như ngày nào cũng mua hết trơn á, ta ăn với ta điền á. Mía nếu mà bán mía lẻ này á nó mía hết là một ngày vừa bán cỡ 40 ký mía. 40 ký mía đã hấp rồi à? Đúng rồi. Trong khoảng thời gian nào từ bắt đầu 4 giờ chiều bán tới khuya luôn hả? Nhưng mà bắt đầu từ tết đến giờ là ở đây bán sáng từ sáng tới chiều luôn rồi. Bán chắc chắn là bán nguyên ngày luôn hả? Giờ là bán nguyên ngày luôn. Cái miếng mình á là mình phải dùng xài dùng đông nó mới ngon. Ở ngoài Nha Trang mình xài mới ngon. Còn miếng miền Tây ăn mới ngon. Tại vì cái miếng miền Tây á là ăn cái thịt của nó ăn sợ sợ, với ăn cái độ ngọt nó có hậu chua. Còn miếng miền Đông mình á là ăn nó cắt cái thịt với lại ăn nó ngọt thanh. Cái này hấp ăn nó mới ngon, nó mềm mới ngọt thôi. Còn mấy miếng khác á là ăn không bao giờ nó ngon, nó cứng. Tại vì mình sắc nó sẽ lỡ đường lỡ, nó sẽ cứng cục mía. Bởi vì mía mà ta ép nước mía mình hấp cũng có được, với lại nó không có mùi thơm. Chỉ có mía ở miền Đông á mình hấp nó nghe mùi thơm, có dậy cái mùi thơm của mía lên.